Xin chào anh em, xin chào tất cả mọi người nhé. Hôm nay có ông anh ở tận trên gì nhỉ? Trên Sơn Tây, ông anh cho ít ống tre để về đặt làm tổ chè thôi. Nhưng có một vài cái thì hơi nhỏ, có khả năng là không đặt được. Cái này thì hơi nhỏ. Cái này thì hơi nhỏ. Như những cái này thì to này. Cái này thì ok thoải mái này. Cái này cũng to này. Cái này cũng được. Cũng được món. Còn mấy cái này hơi nhỏ. Anh cầm em cái máy này phát nhá. Đây anh sẽ cắt cắt cái ống để làm cái cửa ra vào của cái ống tre cho chè làm tổ này. Anh sẽ cắt khoảng tầm này. Làm cái cửa rộng rộng tí thì sau anh em thò tay vào thoải mái hơn. Đây anh em này, như ống này thì thò tay hơi khó, nhưng mà chắc chắn là rộng này nó vẫn làm được bình thường anh em này. Cho tay với khó mình có thể cho rộng một tí. Cho rộng thêm một tí nữa cũng được. Ông này sợ nhỏ rồi. Làm hết. Cái này già đúng không? À. Già để lại. Để làm cái khác. Thò tay với khó, có thể khi nào mà làm tổ thì mình sẽ gắp đũa anh em nhé. Tôi làm giống tre cho con chim nó làm tổ mà. Thò tay vào khó. Cắt nữa đi, cắt một tí nữa. Okay. Thế này. Cưa này cắt xuống luôn, kéo tuần tuần. Con này hơi nhỏ nhưng mà không làm được.
thử cắt một đôi. Không phải nó khi mà nó nhỏ quá con chim vào làm tổ nó sẽ không thoải mái, nó không làm. Nó phải là to như này này. Thì nó sẽ làm đủ con chim. Là đủ con chim. Nó quay vòng. Cái này ông này sợ mất. Không biết là bé hơn nó này. Bé hơn thì... chào anh em, để hẹn anh em một video tiếp theo. Tí nữa mình sẽ để vài ngày để cho khô đi, hoặc là treo luôn cũng được, nhưng mà đồng khác treo, đây là muộn rồi, chào anh em nhé.